Có câu sức khỏe là vàng, vì khi có sức khỏe thì có tất cả, không khi không có sức khỏe thì không có gì cả, đúng không anh chị? Khi không có sức khỏe thì bạn chỉ muốn khỏe mạnh trở lại, và khi ấy không có điều gì quan trọng bằng cái việc là có lại sức khỏe. Sức khỏe là món quà của cuộc sống, nó là cái điều mà bạn đã và đang nhận mỗi ngày. Và tục ngữ Ý có câu là chân lý về sức khỏe: người có sức khỏe là người giàu có, nhưng anh ta lại không nhận thức được điều ấy. Có thể rất nhiều người đang sống rất là lành mạnh nhưng vẫn gặp vấn đề về sức khỏe. Đó là do các anh chị đang thiếu cái lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình. Và trong cái sách Phép Màu có câu: người có sẵn lòng biết ơn thì đối với sức khỏe thì sẽ được ban tặng thêm, anh ta hoặc cô ta sẽ dư dả đủ đầy. Người nào mà không có lòng biết ơn đối với cái sức khỏe của mình thì những gì anh ta hoặc cô ta đang có cũng sẽ bị tước đi. Và có một cái câu nói của nhà truyền giáo, của giáo hội trưởng lão và nhà văn John Henry Sidney nói là: lòng biết ơn là cái liều vaccine, là cái liều thuốc giải độc và là thuốc sát trùng. Vậy cho Lý hỏi bạn, đã bao giờ bạn biết ơn đối với trái tim của mình chưa? Bạn đã bao giờ biết ơn đối với cái đôi mắt của mình chưa? Bạn đã biết ơn đối với cái đôi tai, đôi chân của mình chưa? Hay chỉ toàn là oán trách, phàn nàn về cái sức khỏe của tôi như thế này, như thế kia? Và Lý là người đã ứng dụng cái thực hành cái lòng biết ơn này đối với sức khỏe của mình rất là hiệu quả. Từ khi Lý biết ứng dụng cái lòng biết ơn này đối với sức khỏe thì sức khỏe của Lý rất là tuyệt vời. Và Lý cũng chỉ cho nhiều các anh chị trong cái nhóm học tập cùng với Lý đó là bị mắc những cái bệnh mãn tính như là viêm mũi, viêm họng đã cải thiện và không còn dùng thuốc nữa. Hiện tại thì nhóm học tập của Lý đang phân tích và thực hành cái lòng biết ơn mỗi buổi sáng. Không những lòng biết ơn cải thiện về sức khỏe mà còn giúp các anh chị cải thiện được cái mối quan hệ và tài chính hiệu quả. Nên các anh chị nào chưa có nhóm học tập thì hãy nhấn vào cái link bio bên dưới avatar của Lý để được vào nhóm mình thực hành, cho có kết quả khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và giàu có hơn các anh chị nhé.